Chào Pinh Nọng. Hả? Chào Pinh Nọng là chào mọi người. Chào Pinh Nọng. Chào Pinh Nọng. Chào Pinh Nọng. Pinh Nọng. Nếu nếu anh muốn sửa thì em. Em kiếm nhà cho sửa đúng không? Thứ nhất là một người mà có đạo đức, nhân cách tốt, sức khỏe tốt và tài chính tốt. Có mặt vuông chữ điền thì càng tốt. Mặt anh này chữ O nha. Mặt anh này chữ O nha. Xin mời nhà gái. Nghe nhà gái hú hét thấy không khí rồi ha. Mời nhà trai. Mời em trai ngồi. Bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi. Duyên nợ có hay không? Chúng ta chờ xem nhé. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Xin chào chú Quyền Linh, chị Ngọc Lan và tất cả các anh chị có mặt trong chương trình. Đặc biệt là chào nhà trai bên kia. Em tên đầy đủ là Lương Thị Thúy Lâm. Năm nay em 25 tuổi. Em là người Thái và hộ khẩu nhà em thì Đắk Lắk. Em hiện tại sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dân tộc Thái đúng không em? Dạ vâng. Mời em trai. Chào anh Huyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Dạ. Em tên Phan Huỳnh Anh Khoa, 27 tuổi, hiện tại đang làm chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán. Em thì sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Chứng khoán mùa này khá không? Năm ngoái thì khá chứ năm nay thì năm nay đỡ khá hơn đúng không? Khá hơn. Năm nay đỡ khá. Nhưng sao? Hình xin mà cứ sóng nó lên rồi nó xuống rồi xuống rồi nó lên. Dạ đúng không rồi. Lo ha. Dạ đúng. Rồi. Nhà gái có ưu điểm khuyết điểm mình chia sẻ nhà trai nghe chút xíu cái coi. Điểm mạnh của em là có thể là giao tiếp tự tin, dễ thích nghi và hòa đồng. Rồi. Còn khuyết điểm là hay cáu, hay nhõng nhẽo, hay giận dỗi vô cớ nếu mà yêu đương. Không có đâu, giận dỗi vô cớ đó là cái gọi là đặc quyền của phái nữ rồi em ơi. Cho nên em đừng liệt nó vô là khuyết điểm. Đúng không mọi người? Ủa nhưng mà cái mà em gái nói là cáu với lại là nóng nhẽo khi mà yêu đương thôi, còn khi làm việc là không có đúng không? Dạ vâng. Nói chung em cũng biết gọi là chiều người yêu mình nên vậy là chịu đựng được. Chịu đựng đó. Đúng rồi, vẫn chịu đựng. Cấu cỡ nào cũng chịu đựng được. Dạ ha. Đúng. Nhớ nha. Dạ. Còn em ưu điểm khuyết điểm là gì? Ưu điểm của em là chuyên nhận biết về các dòng tiền về đầu tư. Tính cách em thì vui vẻ hòa đồng, dễ tiếp xúc với mọi người. Em biết dòng tiền đầu tư về luôn hả? Ý là biết là nhảy bén với những cái vấn đề đầu tư ở đâu á. Em chỉ anh này mua mã nào đâu. Theo em thì hiện tại thì nếu mà được thì mua cứ mua ngân hàng thôi. Nay lãi suất không còn có 5 chấm mấy không biết được. Sắp tới thì lãi suất nó tăng lại rồi thì ngân hàng nó sẽ tiếp tục lãi lớn. Mình xin mời ông Mai quay trở lại với công việc chính ạ. Đang tìm mã chứng khoán tôi mua cái đã. Có tiền tôi mới làm mai làm mối cho nó tốt dạ, chứ. Dạ bữa nay đi làm là không có lương đâu à, cho nên đừng nghĩ tới chuyện đầu tư à. Mình làm mai làm mới là mình làm cho mọi người vui vẻ nha, chứ không phải là mình đi làm để kiếm tiền à. Mình có tiền mình mới vui, mà mình có vui thì mọi người mới vui. Dạ thì chứng khoán thì nói chung theo em thì là một kênh đầu tư khá hấp dẫn. Phải không? Thiệt, em nói thiệt. Thiệt đúng không? Dạ đúng. Rồi, thôi cố gắng đầu tư chứng khoán ha. Bên nhà gái có đầu tư chứng khoán với tôi không? Ôi trời ơi, em gái xinh quá vậy. Hello. Chào Pinh Nọng. Hả? Chào Pinh Nọng là chào mọi người. Chào Pinh Nọng. Chào Pinh Nọng. Chào Pinh Nọng. Pinh Nọng. Chào Pinh Nọng. Dạ. Chào Pinh Nọng là cháu nấu với bí ngọt. Dạ đúng rồi. À giờ cháu Pinh Nọng đó. Dạ. Hồi nãy em chưa nói về công việc của mình á, nên giờ em nói sơ sơ về công việc cho nhà trai nghe đi. Em hiện tại đang khởi nghiệp ạ. Khởi nghiệp. Dạ vâng. Đừng lo, có anh chứng khoán lo. Được không? Dạ nếu mà anh lo được thì em sẽ để anh lo. Lo tròn do luôn, yên tâm. Em đang stop mảng gì vậy? Dạ mảng giáo dục ạ. Em mở công ty đào tạo về phân tích về dòng tiền đầu tư chứng khoán crypto và CFD. Vô. Vô. Ngon lành. Ủa thấy mình chưa? Mở đào đã luôn không? Thấy chưa? Tôi thấy là đầu tư là ngon nhất thôi. Trời ơi, hai người này sinh ra là dành cho nhau hay gì đó mọi người ơi. Túp liều tranh như nó có chứng khoán hay có vàng gì đó trong đó được không? Một túp liều tranh với một vài cái mã. Rồi. Qua để chào nhà trai cái. Chào cái coi nhà trai ngon lành à. Dạ chào nhà trai. À, múp míp dễ thương. Nhà trai dễ thương quá hả? Trời, múp hơn tôi luôn à. Dễ thương quá trời luôn. Mà tôi hơi quạo quạo với chứng khoán á. Ủa sao vậy chị? Ngày nào cũng gọi điện thoại á. Gọi điện thoại hả chị? À mua lỗ rồi. Không xuống mùa 40 còn tôi xuống mua, có... tôi mùa 40 xuống còn 14 lỗ quá trời. Wow. Do không đúng thời điểm hả chị?
Mai mốt có gì chị sẽ hỏi em. Dạ. Ừ, mình lại đi lạc chủ đề rồi. Em ơi. Dạ. Mình chăm sóc bạn gái tốt quá mà đúng không? Thì sao mà mình ế để mà mình phải lên tới trên đây vậy? Em cũng trải qua tầm 3 mối tình. Mối tình đầu thì thời học sinh thì nói chung là cũng chỉ nắm tay. Mối tình thứ hai thì em quen bạn đó hồi đầu năm đại học. Gần tới sinh nhật bạn đó thì em muốn là em đi làm để kiếm tiền làm một cái sinh nhật cho bạn đó. Nhưng mà kiểu như em đi làm, em lo làm quá thì mệt quá thì em lại không nhắn tin. Bạn đó thì buồn thì bạn đó đi nhắn tin tâm sự với bạn thân em. Rồi yêu bạn thân em luôn. Rồi cái yêu bạn thân em lúc nào không biết đâu. Trời ơi. Mối tình thứ ba là sao? Kết thúc được cách đây chắc cũng tầm gần một năm. Cả hai bên gia đình cũng gặp mặt rồi, hỏi bạn đó là muốn kết hôn không thì bạn đó lại giật số vô. Thì bạn đó cứ viện lý do là muốn xây cho gia đình một căn nhà lớn thì em cũng kêu thì nhờ cả hai cưới nhau rồi thì cùng cố gắng xây cho gia đình bên em thì cũng được, không có gì hết. Mà bạn đó cũng không chịu. Nói chung là ba mối tình chị chưa thấy cái chỗ nào để gọi là em có cơ hội chăm sóc người ta luôn á. Không, thì cái mối tình vừa rồi á thì nói chung là cả hai cũng có một thời gian sống chung với nhau. Trời ơi, sống chung rồi hả? Không, ý là có qua lại nhà cửa với nhau. Nói thôi. Sống chung thì sống chung đi. Rồi cái thì cũng có hỗ trợ bạn. Nhưng mà cuối cùng sao chia tay nè? Mày nói về quê rồi có bị dịch Covid rồi kẹt lại dưới đó rồi không hiểu sao cưới một bạn dưới quê. Vậy là có cái bạn kia sửa nhà rồi cho ba má ta rồi. Ông sửa sớm thôi chứ. Ta phải có cơ hội ta sửa liền chứ. Nhà ở Đắk Lắk có hư gì không? Nhà con ở Đắk Lắk thì không hư gì, nhưng mà nếu anh muốn sửa thì em... Em kiếm nhà cho anh sửa đúng không? Tình hình kiểu ba mối tình nó phức tạp vậy đó. Còn nhà gái sao? Dạ, con cũng trải qua ba mối tình. Ngắn nhất thì đâu mấy tháng. Dài nhất bao lâu? Dài nhất là một năm. Cái mối tình dài nhất đấy là mối tình đầu. Mà lúc mà lần đầu mới yêu thì cứ tưởng là cũng nghĩ là sâu sắc. Khi mà gặp lại cũng chẳng còn cảm xúc gì cả. Thì chứng tỏ là cũng không sâu sắc. Vậy là cũng chưa gì sâu sắc. Nói tóm lại bên kia mới sâu sắc kìa. Giờ là mình sẵn sàng để mà mình đón nhận một tình yêu mới chưa? Ừ. Cách đây từ 2 năm rồi bố mẹ. Tại vì con về nhà con ít đi chơi. Thì bố mẹ nghĩ là thôi chết rồi con này. Thế chắc rồi đến nơi. Con ở với em gái thì bố mẹ con hay gọi hỏi em gái con là thế nào dạo này chị mày có đi chơi với anh nào không? Để con có thể hẹn hò với anh nào không? Về nhà thăm nhà thì bố mẹ với cả họ hàng cũng hay bảo là chưa rồi con Lâm khéo phải đi bạn muốn hẹn hò thôi. Bố mẹ liên tục hỏi như thế. Thế nên là con đăng ký chương trình cũng mong muốn là mình có một cái người mà hẹn hò để có thể cùng đi lâu dài. Thứ nhất là để bố mẹ an tâm và thứ hai là lập gia thất sớm để mình ổn định cuộc sống. Rồi bây giờ nè, mong muốn của em có một người bạn trai như thế nào? Thứ nhất là một người mà có đạo đức, nhân cách tốt, sức khỏe tốt và tài chính tốt. Có mặt vuông chữ điền thì càng tốt. Mặt anh này chữ O nha. Mặt anh này chữ O nha. Ê, gì vậy? Còn bảy O là một O. Qua đo nữa rồi. Có nghĩa là mặt hơi tròn tròn. Mặt ta đẹp trai chữ O ý. Mặt người cũng đẹp chứ đâu phải chữ O gì đâu. Bên đây ta đẹp trai mỏm mỉm đó. Dễ thương. Tôi giỡn thôi. Nói chung là bên đây nhìn thấy gương mặt phúc hậu lắm á. Có đạo đức nữa hả? Ừ. Dạ đúng rồi. Có đạo đức không phải là học hết sách đạo đức. Kiểu tốt bụng, thích giúp đỡ những người xung quanh. Và không có cái ý nghĩ là muốn làm hại người khác. Dạ. Có làm hại ai bao giờ chưa cơ? Có hại ai bao giờ chưa? Con Kiến em còn không dám giết mà. Thiệt không? Không giỡn á, chứ thật sự thì bản thân thì nếu mà có tư vấn chứng khoán hay gì thì em cũng không có bao giờ phương hại tới khách hàng. Đó cũng tính là không phương hại tới lợi ích của người khác. Ừ. Bây giờ em có hình dung ra được là bạn trai của em là giống ai không? Em rất thích ca sĩ Hà Anh Tuấn. Hà Anh Tuấn hả? Vâng ạ. Đẹp trai này, có cái vẻ lịch lãm, tri thức, tử tế và hay làm từ thiện, đặc biệt là hát hay. Nói chung là người đàn ông đó thì ai cũng thích hết trơn á. Hà Anh Tuấn, mình đây có mẫu người nào mà mình yêu mến không? Thường thì em sẽ thích vẻ đẹp của Hồ Ngọc Hà và tính cách dễ thương vui vẻ của Miu Lê. Trời, bên Hà Anh Tuấn bên Hồ Ngọc Hà. Miu Lê toàn là người hot không? Hot không? Dã man không? Thấy hai nhân vật hôm nay là em thì không có nhan sắc của Hồ Ngọc Hà với cả Miu Lê, nhưng mà em nghĩ là em cũng nhây giống như chị Miu Lê. À. Không, bên đây có nét rất là riêng nha, bên đây là đẹp đó. Em thì em lại thích kiểu nhỏ nhỏ xinh xinh vừa đủ. Quan trọng thật thì bản thân em thì thích bạn dễ thương hơn. Dễ thương, yên tâm về độ dễ thương là khỏi lo. Bên kia cũng dễ thương mà bên đây cũng dễ thương. Đúng rồi. Nói chung hai bên dễ thương hết, hai đứa mình cũng dễ thương. Đúng rồi.
Dạ giờ mình hỏi gia đình ta đi chứ đi. Mình tự khen nhau hoài cũng kỳ quá. Em trai đi với ai cưng? Dạ em đi với em họ của em. Dạ em chào chú Lan và chào chị Ngọc Lan. Em tên Phụng, là em họ của anh Đăng Khoa bên này. Dạ em thấy bạn nữ dễ thương và thấy chị có một cái tinh thần khởi nghiệp, thì em nghĩ là chị khá là độc lập về tài chính. Thì anh Khoa bên em mặc dù rất là trẻ nhưng mà cũng đã mua được nhà và xe ở Sài Gòn rồi, nên là chị cứ yên tâm về nhà lập nghiệp. Trời ơi ngon lành. Không cần sửa nhà nữa em, nhà anh hư rồi qua nhà anh ở. Nhà trai tôi có nhà có xe riêng rồi nha. À, sửa chi nữa đúng không? Không cần sửa. Không cần sửa. Có chờ người chăm dọn dẹp nhà cửa thôi. Hay quá. À, nếu mà chị khởi nghiệp và làm trong cái lĩnh vực đầu tư như vậy á, thì chị có bị áp lực công việc hay là mình sẽ có quá nhiều thời gian dành cho công việc không? Có nhiều thời gian để dành cho gia đình hay không? Áp lực thì bất kỳ công việc nào cũng có, mỗi công việc thì nó có đặc thù riêng và áp lực riêng. Còn về cái chuyện mà việc nhà thì em nghĩ là giả sử đi đến hôn nhân nhá, thì em biết nấu ăn, thậm chí là em gái em thi thoảng khen em nấu ăn ngon. Nhưng mà em nghĩ là em sẽ không dành nhiều quá nhiều thời gian của mình cho việc bếp núc, bởi vì là nếu mà mình dành quá nhiều thời gian cho việc bếp núc, mình cái nhựa sống của mình nó sẽ bị vơi đi và mình sẽ không còn cái trạng thái như bây giờ nữa. Có nghĩa là chị thấy dễ thương và thấy cái năng lượng tích cực của em nó dồi dào đúng không? Giả sử đi đến hôn nhân, em sẽ thuê người giúp việc, em vẫn sẽ nấu ăn vào lúc em rảnh và lúc nào mà em vui. Ví dụ như cuối tuần hay giữa tuần em cảm thấy vui và người đàn ông của em làm điều gì đấy cho em vui, em sẽ nấu ăn. Nhưng mà những ngày trong tuần em cũng phải đi làm, anh ấy cũng phải đi làm, thế nên là sẽ thôi người giúp việc để mà thay mình làm những cái điều đấy. Một người phụ nữ hiện đại. Đúng, tôi rất đồng ý với quan điểm này. Chị có hay đi ăn buffet không? Tại vì anh Khoa khá là thích đi ăn luôn á. Tối nào cũng có thể là đi ăn hết luôn. Hèn chi. À, chị có thể đồng hành cùng ảnh đi ăn vào mỗi buổi tối. bớt lại chút nha. Không, thấy nói chung là hợp lý với cái giao diện. Nhưng mà ảnh có đăng ký tập gym rồi, nên là nói chung là sức khỏe rất là khỏe. Và những cái tiêu chí mà em thấy chị cần ở một người bạn nam á, thì là ảnh có thừa luôn á. Không sao ạ, em có thể chọn đời ở California. Và thể của em là có thể dẫn thêm một người tập. Nếu mà người yêu, người đàn ông của em mà thích đi ăn mà vẫn muốn đi tập gym, thì cái thể của em có thể dùng chọn đời. Trời mà ơi, không cần hay. Em đi với ai cưng? Dạ em đi với em gái ạ. Dạ con chào chú Việt Linh, chào chị Ngọc Lan và chào nhà trai ạ. Em ngồi ở đây thì thấy là anh cũng dễ thương, nói chuyện rất là dễ thương. Đồng thời là công việc của hai anh chị cũng có điểm chung với nhau. Trên thang điểm 10 thì em chấm là khoảng 8.5 ạ. Quá ngon. Được rồi, mở rào đi cho hai đứa gặp mặt coi. Mở rào. Tôi cũng nôn quá rồi. Em cảm ơn. Em cũng có món quà tặng anh. Đây là một trong những cuốn sách mà em yêu thích nhất, nghệ thuật đàm phán. Chúc anh chốt đơn được em. Chúc anh chốt đơn được em. Đây là một cái bút để lỡ mà mình có hẹn hò với nhau thì để anh viết chuyện tình đôi ta. Ok, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn em nhiều. Thì anh cũng hy vọng anh sẽ chốt được đơn em chứ. Chứ anh cũng ấn tượng với em. Cảm ơn anh. Thì sẵn đây anh cũng có tí bài hát để có bốn gọi là khúc điệp khúc của bài Ánh Nắng của anh. Hát thử thôi. Không hát thật đi anh, đừng hát thử. Sẽ luôn thân gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em. Anh lên nắm tay được không? Không, em hát xong đi ạ. Ok. Sẽ luôn là người yêu em. Yêu em. Cùng em. Cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe nhịp đập con tim. Lắng nghe nhịp đập con tim. Lắng nghe từng lời anh muốn nói. Người yêu ơi, người yêu ơi. Giờ mà hỏi nó tên gì nó nhớ tôi cùi liền á. Giờ mà hỏi nó tên gì nó nhớ tôi cùi liền á. Tình yêu nó dễ lắm. Thấy biết xuất hiện tình yêu rồi đó. Có giờ có hỏi giờ em ơi, mình hẹn hò đầu tiên em thích ở đâu em ơi? Thì
sau chương trình này thì anh cũng muốn có một cái tí thời gian để tìm hiểu em. Thì... một tí thôi anh? Không, ý là có một cái buổi gặp hẹn đi chơi để được tìm hiểu em. Sau đó sẽ có những buổi đi chơi vui vẻ, vui bên nhau. Dạ vâng, em tặng anh cuốn nghệ thuật đàm phán nên hy vọng là anh chốt được em. Ok, rồi cảm ơn em. Tại thật sự tự nhiên gặp cái người mà mình thích á, anh thì hơi bị run. Thế á? Thế anh về chỗ đi cho đỡ. Ok, xin. Rồi cảm ơn. Trời đất ơi. Chết rồi, thiệt. Chết rồi, chú Linh ơi, chú Linh phải chỉ cho vài chiêu chứ kiểu này chết rồi. Ý nói về đọc lại cuốn đàm phán nữa. Em biết mà, em nghe em biết. À, tôi nói cho về gái biết nha, đừng có làm khó nhà trai tôi nha. Nhà trai tôi á, đàm phán về làm ăn rất giỏi, nhưng đàm phán tình yêu hơi bị yếu. Thì từ từ làm dữ vậy. Bây giờ phải nói. Nói cái gì? Nói đi, bây giờ hẹn hò. Người ta chỉ có yêu thôi, không có nói gì nữa. Bây giờ là muốn hẹn hò sao mình thuyết phục người ta. Chứ giờ vậy rồi sao thuyết phục được. Nói đi em trai. Có anh đứng đây nè, không lo. Bản thân anh thì cũng đã có nhà, có xe ổn định rồi. Thì trong hôn nhân thì anh cũng muốn quen tầm một năm thì mình sẽ có thể tiến tới hôn nhân được. Giả sử chúng ta bấm nút hẹn hò, chúng ta hợp nhau thì khoảng một năm rưỡi rồi đấy, có thể tiến đến hôn nhân được. Cái phong tục người Thái có đòi hỏi trâu bò, heo gà gì không? Đòi hỏi voi thì chị cũng không đòi hỏi trâu bò. Đòi hỏi voi thì chị cũng không được hỏi chứ. Thôi bây giờ mình bàn luôn chuyện đám cưới đi. Đó, tại vì bây giờ là dân tộc Thái là nhiều khi phải là có voi hả? Cái văn hóa dạ, khác nữa. Phải có voi không sao. Để anh vô sở thú liên hệ anh mượn cho con voi. Đòi hỏi voi kìa. Thì tôi mượn cho con voi được. Không nói được cái gì. Tôi không biết phải trả lời sao nữa. Thì đòi hỏi voi tôi. Tôi nhà ta tôi sẽ đáp ứng có voi. Tôi em vô sở thú từ chối tôi... voi sở thú liền cho chị. Em phải là phải đòi voi ở buôn làng á. Đúng rồi, đòi voi ở buôn làng. Không lo, tôi lên bản đồ tôi thuê. Không có gì lo ai dễ. Còn gì nữa không? Gì nữa? Phong tục, cái văn hóa đám cưới của người Thái á. Những cái phong tục thì nó cũng khá là rườm rà. Có những cái lễ mà nó liên quan đến lễ cưới ấy. Trai đến nhà gái ấy, có quyền là hát nước. Hát nước hả? Dạ vâng, hát nước. Nước nhưng mà hát nước, nước cho bạn hả? Dễ, để tôi đi hát phụ cho. Không, nhà gái hát nước vô nhà trai. Ủa vậy? Đúng rồi, nhà gái hát nước. Nếu mà nhà trai cái khúc đấy, nếu mà nhà trai tự ái bỏ về thì không sao. Mặt này bự lắm, ráng chịu luôn. Vì tình yêu đúng sẵn. Hứng luôn. Hất cỡ nào hất. Vừa hất cái bung dù liền giống như phim vậy. Còn gì khó nữa không? Con thì chỉ lựa người thôi. Còn những cái làm khó thì bố mẹ con nghĩ là làm tốt hơn con. Tức là mình dắt voi tới luôn hả em? Dạ em đùa đấy. Dạ em đùa đấy. À đùa. Ủa? Trời, chút xíu nữa liên hệ Thảo Cầm Viên mượn thú rồi. Nhưng mà hỏi người Thái là đi cưới nhà trai hay nhà trai cưới nhà gái? Nhà trai cưới nhà gái. À, bên người Thái là họ có bắt rể không? Người Thái thì không có bắt rể. Chỉ có bắt vợ thôi. Và chia sẻ với mọi người một cái bí mật thú vị, đó là bố mẹ con ngày xưa ấy là đến với nhau không phải bởi vì yêu nhau mà thông qua cái phong tục bắt vợ. Bắt vợ hả? Đúng rồi, là bố con qua bên bên kia sông đó, cái xóm bên kia sông để bắt mẹ con về làm vợ. Khỏi nói gì hết, mai đi bắt luôn. Nhào tới kéo lôi cho bằng được đúng không? Đấy là ngày xưa thôi, còn bây giờ nếu mà bắt như thế thì lại có pháp luật can thiệp. Trời ơi, làm tôi mừng muốn chết luôn. Bây giờ tôi muốn nhà gái hát cho nhà trai nghe một bài coi. Bài gì nó liên quan đến người đồng bào đó. Mạnh dạn lên nào. Gió cuốn theo chiều xuống qua bao đồi nương, tiếng hát của mường vương trên rừng chiều bao la, qua suối đồi khe lá tiếng hát ai buồn quá, trên lưng đèo cao. Không thuộc nữa rồi. Một chút vậy nó cũng ra cái không khí của bản thượng buổi chiều rồi ha. Dạ vâng. Hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau nào. Bây giờ hai đứa nhìn thẳng vào nhau 30 giây. Nhìn sâu vào đáy mắt của nhau để cảm nhận xem tình yêu nó có xuất phát gì không. Anh ngưỡng mộ ba em vì đánh cắp khác vì sao để gửi vào mắt em. Không có được, buông tay. Nói tiếp đi. Thì thật sự thì anh gặp người mình thích thì anh sẽ thường anh hay run, anh không biết nói gì hết. Anh trai thì thật thà chất phác, bởi vì là khi mà nhìn vào mắt anh không dám nhìn thẳng vào mắt con. Có mỗi con nhìn à. Mắt con nó sắc quá ai dám nhìn. Mắt con nó sắc quá ai dám nhìn. Rồi, được rồi. Bây giờ về vị trí đi nào. Bấy giặc Yoshida điều khiển từ xa giặc vũ
ta lắng lòng mình lại, kiểm tra lại cảm xúc, kiểm tra lại con tim của mình. Bấm hay không là quyền của các bạn, nhưng nhớ bấm là phải có trách nhiệm với nút bấm của mình. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng Khoa. Chúc mừng em. Bạn hãy nắm tay nhau nào. Đang tay vào nhau nào, cho nó tình cảm nào. Đó. Cũng xin gửi một vài lời với bên đàn gái thì con cảm ơn hai bác góp lời cho bạn hôm, tới đây hôm nay để con có cơ hội để được gặp hôm nay, được tìm hiểu bạn để sau này hy vọng cũng có thể tiến xa hơn cùng nhau. Nhà gái có muốn nói gì với nhà trai không? Ngày hôm nay thì may mắn ở chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò con được ghép đôi với cả con trai của hai bác. Con trai hai bác con thấy dễ thương, hiền lành, thật thà, chất phác. Hy vọng trong cái thời gian tìm hiểu nhau thì bọn con có thể là có sự đồng điệu. Hy vọng là nếu mà tiến xa thì con sớm được gặp hai bác. Cái gì vậy? Ông muốn hôn tôi hả? Ông muốn hôn tôi hả? Cái gì? À, ý của ông Mai nói là mình hãy trao một cái nụ hôn đầu tiên và nồng cháy cho cô gái ở tại cái sân khấu này. Đây là nơi chứng giám tình yêu của tụi em. Không đến mức nồng cháy lắm đâu, nhẹ nhàng quyến rũ thôi nào. Đừng bao giờ quên những giây phút này nha các bạn nhé. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng các bạn một phần quà, đó là cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal với kiểu dáng 3/4 đầu, đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt với thiết kế kính âm độc đáo giúp các bạn an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào trong khi không cần thiết. M139 an toàn, thời trang, tiện lợi cho tất cả mọi người. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn bếp điện từ Toshiba IC20S1BV mặt kính cao cấp Hegon của Đức có khả năng chịu lực và chịu nhiệt tốt. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn EMC, chịu lực 150kg, chịu nhiệt 600 độ C, hàng giờ nấu tiện lợi, an toàn khi sử dụng, điều khiển cảm ứng, thông minh nhanh nhạy, mâm nhiệt cao cấp, hiệu suất cao, thiết kế chống thấm hoàn hảo, tặng nồi lẩu inox cao cấp 2 lớp. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Rất cảm ơn mọi người. Hãy chăm sóc tình yêu mình cho nó lớn lên, mà thăng hoa Khoa nhé. Quan trọng là Khoa đó cố lên nào. Dạ. Chúc em thành công nhé Khoa. Dạ, cảm ơn anh. Nào, lên đường đi. Mời hai bạn. Hãy đi lên cùng một chuyến xe tình yêu. Đi đường này luôn. Đi đi cầm hoa xin chào. Và thưa quý vị, bây giờ thì xin phép mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. BBK vui trọn vẹn ấm tình thân. Ưu điểm của em là biết nấu ăn ạ, biết chăm lo cho gia đình ạ. Khuyết điểm thì em hơi ít nói ạ và hơi thẳng tính ạ. Mình có mấy mối tình rồi? Tính ra là nếu mà mối tình thì số đậm thì con chưa có mối tình nào ạ, chưa gặp được đối tượng phù hợp ạ. Ra là em cũng đã có lập gia đình, cưới nhau thì chỉ ở được khoảng chưa tới nửa năm, cũng mất rất nhiều thời gian để mà mình có thể vượt qua được cái vấn đề đó. Lý do thì mình hiểu nguyên nhân là do mình. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speak Couple nha. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Dạ, chào, chào chú. Xin mời nhà gái. Chào nhà gái. Rồi, giới thiệu tên mình cho nhà gái biết đi em trai. Dạ, xin chào chú Quỳnh Linh, xin chào chị Ngọc Lan và chào tất cả mọi người đang có trong trường quay. Em tên là Phạm Công Thành, năm nay là 33 tuổi, làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là hiện tại đang là lễ tân khách sạn và em cũng có buôn bán một
một vài sản phẩm thì về nước uống và bánh trung thu. Rồi bây giờ chúng ta mời bạn nữ giới thiệu nè. Dạ. À, con chào chú Huyền Linh, chào chị Ngọc Lan ạ. Chào các vị khán giả và chào bạn bên kia ạ. À, em tên là Linh Thị Tâm ạ. Em năm nay 29 tuổi ạ. Hiện tại đây công việc em đang là nhân viên văn phòng ạ. Em đang sống ở đâu? Dạ em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em quê ở Hà Nam ạ. Rồi, nhà gái có ưu điểm khuyết điểm gì cơ? À dạ, ưu điểm của em là biết nấu ăn ạ, biết chăm lo cho gia đình ạ. Khuyết điểm thì em hơi ít nói ạ và hơi thẳng tính nữa. Nhìn cái gương mặt của cô này á, là nó cũng thể hiện lên một phần tính cách á, cổ rất là thẳng thắn, rõ ràng. Đó, cho nên là bên nhà trai mà có cái gì mập mờ là phải coi chừng nha. Giang giang díu díu mập mờ là mệt lắm ha. Giang giang díu díu mập mờ. Đúng rồi. Rồi, nhà trai, ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Dạ, ưu điểm của em thì em cũng rất là hòa đồng. Công việc của tính chất công việc thì làm cho mình là cần phải giao tiếp với khách hàng nhiều hơn. Em cũng có khả năng giải quyết được vấn đề của khách hàng. Nên là có thể bù được cái phần khuyết của bạn kia. Về cái phần khuyết điểm của em thì có thể là em không phải là một người kiếm tiền giỏi và khéo léo trong những cái công việc mà thường mình hay gọi là của phái mạnh. Ví dụ như là sửa chữa điện đóm thì em ít làm những cái công việc đó. Nên là mình không có làm tốt, nhưng mà vẫn có thể làm được, chỉ là không tháo vát như người khác thôi. Mình gặp ai mình nói mình không có gọi là thế mạnh kiếm tiền, mình không có thế mạnh làm việc nhà nữa là con gái nó không thích đâu. Không phải là thế mạnh kiếm tiền, nhưng mà mình vẫn có cái tâm thế là mình đi ra ngoài để mà mình làm việc, mình tăng thu nhập. Có thể là so với mặt bằng chung á, là cái khả năng của mình để kiếm về nhiều tiền thì không có, không bằng, không chưa được như người ta. Nhưng về trong lòng thì mình vẫn luôn là muốn gia đình phát triển lên, muốn công việc mình phát triển, muốn tăng thu nhập, chứ không phải là mình không có ý chí. Đó, cái khát vọng nằm ở đó đó. Yeah. Đàn ông là phải có khát vọng và có ý chí cầu tiến. Quan trọng là bạn có ý chí để phụ nữ người ta thấy, người ta mới tin tưởng, bởi mình là bờ vai, là trụ cột trong gia đình mà, đúng không? Dạ. Yeah. Luôn có tinh thần là tiếp thu và học hỏi từ những người ta giỏi hơn. Đó, nãy giờ tôi hỏi giỏi hơn hay không? Tôi hỏi giùm nhà gái đó, nhà gái nghe hết chưa? Rất là cảm ơn ông Mai. Đây là những cái vấn đề mà tôi cũng rất là mong muốn được biết, tại vì rõ ràng như bạn chia sẻ thì nhà gái tôi cũng hơi lo lắng chút xíu. Chào nhà trai. Dạ chào. Bây giờ chị hỏi nè, ví dụ như mà cái công việc em đang làm á, nó gặp trục trặc không làm nữa thì dạ, thì em có dự tính là những cái công việc sau này của em như thế nào và cách nào để em kiếm tiền không? Dạ có, thì em cũng đang chuẩn bị, đang học hỏi một cái công việc về bên bảo hiểm. Cái công việc lễ tân khách sạn chỉ là tạm thời trong cái thời điểm khó khăn trước của em, thì sau đó em đang phát triển cái công việc kinh doanh nước ở nhà và cái công việc bảo hiểm, chứ không em không có cố định cái công việc lễ tân khách sạn sẽ tức làm là không có dậm chân tại chỗ. Dạ, đúng rồi. Đúng, dạ, đúng rồi đó, thôi việc được cũng an tâm cũng được, có tính đó, việc kinh doanh là được rồi. Đúng rồi. Rồi bây giờ nè, dạ, bao nhiêu mối tình rồi? Thật ra là em cũng đã có lập gia đình và trải qua tổng tất cả là 3 mối tình mà... Trong đó có lập gia đình? Dạ đúng rồi. Gia đình có con chưa? Dạ chưa. Được bao lâu? Thời gian mà tìm hiểu với yêu nhau thì cũng gần 6 năm. Rồi cưới nhau bao lâu? Cưới nhau thì chỉ ở được khoảng chưa tới nửa năm. Trời ơi, sao kỳ vậy? Thật sự lúc đó là em cũng không biết câu trả lời nó là cái gì cả. Cũng mất rất nhiều thời gian để mà mình có thể vượt qua được cái vấn đề đó. Tức là nó phải có một cái lý do gì đó. Mình có nhận ra một cái lý do gì? Có. Tức là lý do thì mình hiểu nguyên nhân là do mình. Ngày xưa thì không có nghiêm túc và cũng không hiểu được tâm lý của người vợ mình. Mình cũng không biết chăm sóc người ta, bỏ bê. Và viện cớ là công việc thì mình làm như vậy. Và đương nhiên người ta không chịu đựng được thì đến lúc người ta phải... Ai mà chịu đựng được như thế? Dạ. Cảm giác là bạn này rất là mê chơi và đúng, bây giờ mới nhận thức ra đúng được nè. Nãy giờ nghe tâm sự nhà trai tôi hỏi giùm rồi đó. Dạ. Thấy làm sao? Thấy hơi lo lắng ạ. Lo lắng đúng không? Dạ. Bây giờ đã thay đổi rồi. Khi con người ta đã nhận ra được lỗi lầm của mình, tức là người ta đã biết thay đổi. Sợ người không nhận ra lỗi lầm mình thôi, đúng không? Mình có mấy mối tình rồi? Tính ra là nếu mà mối tình về số đậm thì con chưa có mối tình nào ạ. À, chưa có luôn hả? Dạ.
Sao mình không dám yêu, hay là người ta yêu mình sợ, mình tránh hay sao? À, không phải là sợ mà chưa gặp được đối tượng phù hợp ạ. À, bây giờ cho tôi gặp gia đình đi. Dạ. Thử xem gia đình nói sao, mình đi với ai? Em, con đi với bạn ạ. À, bạn hả? Rồi, ý kiến bạn sao nè? Chào nhà gái. Con chào chú Huyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Em, con là bạn của Tâm. Đó giờ chơi với nhau thì Tâm thẳng tính nhưng mà rất là tốt tính. Rất tiếc cho Tâm là 20 mấy năm nay thì chưa kiếm được một người phù hợp. Ừ. Thì nãy giờ những vấn đề mà Tâm thắc mắc thì em cũng lo. Nhưng mà qua chia sẻ của anh thì em thấy anh đã bước qua cái tuổi ăn chơi rồi. Rồi bây giờ anh có một cái suy nghĩ xa hơn rồi á. Thì em nghĩ là Tâm nên cho anh một cơ hội để anh chứng minh là những lời nói anh là thật. Bởi vì cơ hội đến mà, mình nên chớp đi. Còn nếu mà cảm thấy không được trong quá trình tìm hiểu mà cảm thấy không được nữa thì vẫn vui vẻ, chứ đừng nên cướp đi cơ hội của người khác gì đó. Hay quá, cảm ơn em. Cảm ơn bạn, tất cả đều do cảm xúc hết. Rồi, nhà trai đi với ai cưng? Nhà đi với mẹ, chị. Ồ, à, có mẹ nữa. Có chị. Rồi. Dạ, chào nhà trai ạ. Em chào chú Quỳnh Linh. Rồi, chào chị Ngọc Lan, chào theo các bạn. Nãy giờ thì chị cũng có được ngồi quan sát Tâm. Và có một điểm chung, mình đều là người Bắc đúng không em? Dạ đúng rồi ạ. Thì cái tiêu chí để em tìm một người đàn ông là như thế nào? À, tiêu chí của em thì là người đàn ông là biết quan tâm, chia sẻ. Đặc biệt là em không thích người hút thuốc lá. Hút thuốc thì có thể bỏ được đúng không nào? Cái quan điểm về hôn nhân, về làm dâu thì mình có muốn làm dâu không? Hay là mình muốn là đến một môi trường này thì mình thay đổi hoàn toàn, mình có thể tự chủ, không phải làm dâu nữa, sống cuộc sống riêng của hai người thôi? Em thì không có quan điểm làm dâu hay không sao em cũng được ạ. Tại vì ba mẹ đã sinh ra mình rồi á, thì mình cũng phải có một cái gì đó về ba mẹ, chứ không phải là cứ lấy chồng là cứ muốn dạo riêng. Và chị thấy là một cô gái Bắc thì chắc chắn trái tim rất là nhân hậu. Và chị rất là tự hào nói em chị rất là đẹp trai, sống rất là có tâm, và không nhận lời làm cái gì thì thôi, đã nhận lời thì làm đến tận cùng. À. Và chị hy vọng là sau cái buổi có ông mai bà mối này thì các em hãy dành nhau cơ hội. Biết đâu đó mình lại là cái người phụ nữ có thể nghe được tiếng lòng của một ai đó mà ở ngoài kia chưa có ai nghe được. Em nhá, cảm ơn chương trình. Chúc các em sẽ có những cái nắm tay thật chặt, những ánh nhìn thật sâu để mà đi với nhau thật xa trong cuộc đời này. Cảm ơn chị. Trời ơi, thằng em của chị giống như nhà tâm lý học vậy đó. Đúng rồi. Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Hãy mở rào để xem họ có rung động hay không. Mở rào. Đến với chương trình thì anh có một món quà nhỏ cũng muốn tặng tặng em. Dạ rồi, em cảm ơn anh ạ. Dạ, em cũng có cuốn sổ tặng anh ạ. À, cảm ơn em. Dạ, okay. Rồi bây giờ hai đứa trao đổi với nhau đi. Cảm nhận về nhau như thế nào nè? Bây giờ hai bạn nói với nhau nghe đi. Dạ, em cảm nhận về anh bên kia thì thấy ngoại hình rất là, nói chung là đẹp trai ạ. Dạ, cảm ơn. Khuôn mặt cũng phúc hậu, nhưng mà em vẫn có cái câu hỏi băn khoăn là cuộc hôn nhân trước là vì vấn đề vì sao mà tại sao mà anh lại không quan tâm đến chị ạ? À? Có thể nói sơ với em đó là do cái suy nghĩ mình lúc đó còn rất là bồng bột, không nghe chơi game. À. Công việc thì mình không có để tâm, mình làm cho xong thôi, rồi mình lo cái việc chơi của mình, thành ra là không có thể đi với mình nữa. Thì vì không có con cái nên là hai bên thì dễ dàng để mà ly dị. Qua những cái việc đó thì đến bây giờ thì thực sự là anh cũng hiểu được là cái khuyết điểm của mình trước đây như thế nào, và bây giờ mình phải làm gì, phải thay đổi như thế nào để mà mình tốt hơn. Và anh có hút thuốc không anh? Thuốc thì thật sự là chưa, anh chưa đụng một điếu nào. Có hút thử nhưng mà cảm thấy không phù hợp thì anh thôi. Nếu hẹn hò thì thế nào? Em đưa ra thử xem. Thế nào là như thế nào ta? Thế nào là như thế nào ta?
đưa đón làm sao, giờ giấc làm sao, các bạn chia sẻ về giờ giấc của nhau. Đó là cái mà em chưa nghĩ đến để quan tâm người bạn gái của mình. Nghĩa là một tuần mình có thể gặp nhau mấy lần, rồi mình đi đâu. Một tuần thì có thể gặp nhau bất kỳ lúc nào cũng được, mỗi buổi mỗi chỗ khác nhau. Cũng muốn trải nghiệm nhiều thứ mới, nhiều cái mà mình chưa bao giờ trải nghiệm trước. Cũng không có phải chỉ đơn giản là chỉ gặp nhau rồi đi ăn rồi đi về, mà muốn dành thời gian mình chia sẻ, là mình trao đổi với nhau. Anh có thể chia sẻ công việc nhà được không ạ? Cái đó thì bình thường, ở nhà anh cũng vẫn làm bình thường, không có ngại ngần những cái chuyện đó. Bây giờ một chút cảm xúc nào đến đây. Chúng ta sẽ nhìn nhau và hát một đoạn nào đấy. Em xin hát một đoạn bài hát, đó là bài Tiếng Gió Xôn Xao. Gió vẫn hát thì thầm, đến bên tôi như thật gần. Gió muốn nói điều gì tha thiết. Gió vẫn nhắc một người đã ra đi không trở lại. Lỡ mất chuyện tình không thể quên. Bây giờ vẫn nắm tay đi các bạn. Dạ, dạ. Em hãy nói một điều gì đó với bạn gái. Điều gì em muốn nói nhất với bạn gái trong lúc này? Anh biết là trong quá khứ thì những cái quá khứ của anh nó có vấn đề, nhưng mà hiện tại thì không còn những vấn đề đấy, và đang thật sự là muốn sửa chữa. Nên là những cái người mà khi mà anh đã xác định là tiến tới hôn nhân hay là đi xa hơn nữa, thì anh sẽ làm hết sức có thể của mình và sẽ là điểm tựa của em để những cái sau này của mình thì hạnh phúc nhất trong khả năng của anh. Rồi, ngồi xuống đây, về vị trí đi. Hãy suy nghĩ thật kỹ, nhắm mắt lại, để 30 giây chúng ta lắng lòng suy nghĩ xem người này có phù hợp với mình hay không. Người này có phải là người để mình cho cơ hội để tìm hiểu nhau, để đi đến cái gì xa hơn không. Hãy suy nghĩ thật kỹ, sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định nha. Sẵn sàng. 1 3. Hết thời gian. Em gái không bấm. Thật ra anh ấy đã nói cái đoạn cuối đó, anh ấy nói rất hay. Thật ra chú cảm nhận một cái sự chân thành ở những cái câu nói ở cuối đó. Nhưng mà em vẫn chưa nhận được à? Chưa cảm nhận được hay sao? Thôi thì không có duyên nợ. Hy vọng rằng cái hậu nó sẽ tốt, biết đâu được. Rồi, chúc hai em sẽ sớm tìm được một nửa mảnh ghép của mình. Chúc hai bạn sẽ sớm có thể gặp gỡ nhau. Có thể chúng ta sẽ trở thành những người bạn rất là thân với nhau. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Dạ, cảm ơn chú Kinh Linh và chị Ngọc Linh, và cảm ơn chương trình ạ. Cảm ơn em đã. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho hai bạn. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng các bạn một phần quà, đó là cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal với kiểu dáng 3/4 đầu, đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt với thiết kế kính âm độc đáo, giúp các bạn an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào trong khi không cần thiết. M139, an toàn, thời trang, tiện lợi cho tất cả mọi người. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn bếp điện từ Toshiba IC20S1BV, mặt kính cao cấp Hegon của Đức, có khả năng chịu lực và chịu nhiệt tốt. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn EMC, chịu lực 150kg, chịu nhiệt 600 độ C, hàng giờ nóng tiện lợi, an toàn khi sử dụng. Điều khiển cảm ứng, thông minh nhanh nhạy, mâm nhiệt cao cấp, hiệu suất cao, thiết kế chống thấm hoàn hảo. Tặng nồi lẩu inox cao cấp 2 lớp. Rất tiếc là ngày hôm nay chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau.
Nhưng đừng lo, chương trình cũng sẽ dành tặng các bạn một phần quà là gói Ruby để trải nghiệm miễn phí nhiều tính năng hấp dẫn của ứng dụng Speak Couple. Ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối duyên dáng nữa nhé. Chúc mọi em tất cả mọi điều tốt đẹp hết nha. Tôi luôn luôn mong muốn những người sẽ bấm nút, nhưng đôi khi suy nghĩ lại bấm nút để làm gì, họ không hợp với nhau, bấm để làm chi? Nếu như chúng ta lúc nào cũng bắt họ bấm thì cũng không được. Tình yêu nó phải chân thành và nó phải rõ ràng như vậy. Và ngày hôm nay chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hai câu chuyện. Cảm ơn Toshiba Việt Nam, Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản đã tài trợ thực hiện chương trình. Mời các bạn xem bạn muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ để xem bạn muốn hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao, mà còn cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17:50 thứ bảy và 20:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Bây giờ thì Quyền Linh và Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.